Chiều ngày 25 tháng 8, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên án 11 năm tù đối với bị cáo Tôn Thất Thạnh, cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC thành phố Đà Nẵng, 10 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu trưởng khoa xét nghiệm CDC Đà Nẵng, 5 năm tù đối với bị cáo Lê Thị Kim Chi, cựu nhân viên khoa xét nghiệm CDC Đà Nẵng về tội tham ô tài sản. Theo cáo trạng, trong các năm 2020 và năm 2021, CDC Đà Nẵng ký kết 16 hợp đồng mua sắm với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, gọi tắt là Công ty Việt Á, do Phan Quốc Việt làm giám đốc. Tổng cộng 81.350 kit tách chiết thủ công và 410.000 kit tách chiết tự động. Ngoài việc ký kết hợp đồng mua kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á, CDC Đà Nẵng còn nhận được tài trợ của các đơn vị khác. Quá trình pha chế, sử dụng các loại hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm COVID-19, Nguyễn Thị Thanh Nhàn phát hiện sẽ có dư ra một số lượng nhất định. Từ đó, bà Nhàn báo cho ông Tôn Thất Thạnh biết và xin chủ trương không báo cáo số lượng hóa chất, sinh phẩm, vật tư dư ra trên hệ thống sổ sách của Trung tâm CDC Đà Nẵng mà bán cho Công ty Việt Á để lấy tiền sử dụng cá nhân. Việc này được ông Thạnh thống nhất. Khoảng cuối năm 2020, khi Phan Quốc Việt đến Đà Nẵng hỗ trợ xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19, ông Thạnh và bà Nhàn gặp trao đổi về việc mua bán lại một số loại hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 này và được đồng ý. Sau đó, bà Nhàn chỉ đạo Lê Thị Kim Chi chỉ báo cáo tiêu hao theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất, không báo cáo đúng thực tế số lượng sinh phẩm, hóa chất tồn kho tại khoa xét nghiệm cho Trung tâm CDC Đà Nẵng biết. Sau khi có số lượng hóa chất sinh phẩm dôi dư để ngoài sổ sách của đơn vị, bà Nhàn và Chi giao bán lại cho Công ty Việt Á. Tổng giá trị tài sản mà các bị cáo chiếm đoạt hơn 5,2 tỷ đồng. Quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ số lượng kit sinh phẩm đang lưu giữ trong kho với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng. Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho CDC Đà Nẵng là hơn 4,5 tỷ đồng.